Oke, Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Badal. Cô bé lên trên một lượng đồng bộ. Chăn. Và đây là cảnh bắt đầu của Yip. Chúng ta tới nơi rồi. Đây là lần đầu tiên con đến một buổi triển lãm phải không Yip? Hôm nay chúng ta tới đây để xem những buổi triển lãm, những tác phẩm của một họa sĩ tên là Gioteno. Bức tranh vẽ thôi đâu, còn có những bức tượng điêu khắc và mọi loại hình sáng tạo nữa. Thì chắc rằng con sẽ thích chúng Yip. Sẵn sàng lấy thêm vài tờ rơi nữa nhé. Ok, và được thôi, nhớ giữ im lặng trong phòng trưng bày và không được làm phiền cho người khác. Đúng đấy, lo lắng quá nhiều cho con. Nhớ là đừng làm phiền người khác nhé. Con đi trước đi. Vâng, và đây là cảnh đầu tiên của Yves. Và chúng ta đang đi về đâu đây? Thật sự thì đây là lần đầu tiên chơi game RPG nên mình cũng chưa rõ về mấy cái này lắm. Trong xanh và sáng sủa. Khăn tay. À, vậy là chữ X là đồ. Ok, hiểu hiểu. Ờ, thằng này. Ờ, nó đứng nó không cho mình xem kìa. Tòa tháp. Không biết từ này. Lo lắng. Ôi con mắt nhìn thấy ghê thế nhở. Ờ anh gì ơi, theo anh thì cái mà muốn nói ở đây là cá nhân ẩn trong biểu hiện. Đó là tại sao những bức tượng đó không có đầu, hiểu chứ? Đáng sợ vãi cái linh hồn. Nó mất đầu hay nghĩ chúng nó mất đi nhân cách. Anh chàng tiếp tục lảm nhảm. Nhìn kinh vãi cái gì ra. Cá nhân đã chết. Ở đây, cái ghế trường kỳ lạ. Không có gì với nó hết, muốn ngồi lên đó nhưng chắc là không thể. Nhìn kinh vãi. Ghế bị đảo ngược. Dưới đây có gì không? Ôi con cá nhìn tởm, nhìn xét và sống và ở kiểu như vậy là vậy đấy. Ok, chúng ta có gì ở đây nào? Sâu thẳm. Để thế giới đó tôi quyết định, tôi sẽ nói về bức tranh vài tự không biết. Ôi, bức tranh nhìn thấy ghê thế nhỉ. Ý nghĩa không biết từ này. Ông cảm ơn ông vị vị hôm nay đã hiện chúng tôi một tổ chức của họa sĩ tài ba West Gardena. Tắm chìm trong nghệ thuật mang tên XXXXX. Có vài từ bạn không biết. Rồi, dự đoán là sẽ phải đi kiếm số đây. Đây có gì không? Bãi biển. Thất vọng. Chiếc ly. Linh hồn. Lúc chạy nhanh ở đâu á nhỉ? Không có nút chạy nhanh rồi. Không có gì ở đây hết nhỉ? Ủa sao lại có cây cột ở đây? Vẽ nên bằng cách nào? À là một con người đó hả? Vẽ sĩ quân mình. Ôi đây là ai? Tan hình triệu mảnh không biết của linh hồn tuyệt đẹp khi ngắm nhìn, nhưng nếu đến quá gần nó sẽ đau đớn, có thể nở trong cơ thể. Rồi kiểu gì thì cũng chắc chắn là một lát nữa nó sẽ là một cái gì đó khá là nguy hiểm. Thôi chúng ta quay lại đây thôi, dưới đây không có gì đặc sắc hết, đi thôi. Ơ cha mẹ đâu rồi? À là vậy đó hả? Tờ rơi.
Ok, điều khiển Enter để nói chuyện. X là để hành trang, Shift là quay về màn hình chính. Ở không có nút trả lẹ à? What the? Ok, chúng ta đi tiếp thôi nào. Trên này có đường không? Có rồi, ok. Đây là gì? Kim cương. Không biết từ này. Wait for a minute. Thật là khó chịu thế nhờ, không có nút chạy lẹ. Không biết mình có biết cô ấy thật hay không nhỉ? Chưa bao giờ vẽ người thật. Trước mắt là mình thấy ông này ông vẽ khá là ghê đấy. Nhìn tranh của ông kinh dị vãi loằng. Cái gì đây? Vậy họa sĩ khó hiểu biết không? Phòng trưng bày nhỏ kiếm thời phẩm của ông ấy. Thật sự sẽ tốt nếu có nhiều người biết hơn về ông ấy. Ôi giời ơi. Sạch vị giác làm kẹo đấy. Thôi xem con nhỏ đi gì nữa. Như đây người đàn bà nước hả? Không biết từ này. Ồ, đây là hai mẹ con. Yên lặng nào, không được nói lớn. Khai sáng. Cho tới bây giờ thì mình vẫn chưa thấy một cái gì đó gọi là đặc sắc hết nhỉ. Không biết từ này. Ê. Rồi, có biến rồi, có biến rồi. Rồi, thấy không? Người đâu hết rồi? What? Đồ à? Người đâu hết rồi? Mình sẽ sell lại để chắc ăn không mất công thì fail nữa. Get me away. Đã bị khóa. Rồi xong, mình hiểu rồi đó. Mình sẽ đi tới đây và chắc một tí lấy 1%. Ôi! Nani? Mày ra đây coi. Chó. Chạy đi. Ôi, mình bắt đầu thấy sợ với cái hình nhân này rồi đấy. Đây là một cái vật xanh. Com it. Ok. Xuống dưới. Ở đây chỉ có một đường đi xuống thôi mà đúng không? Con mèo. Tiếng mèo. Tiếng mèo. Ôi, cảnh này thật là ghê. Nó thiệt là quá ghê luôn ấy. Cái gì đây? Mình nghe thấy tiếng gì đấy nhỉ? Xuống đây. À, chắc là đi đường này quá. Mong là sẽ không có gì đó diễn ra, mới bắt đầu mà có bắt end là hơi bị gỡ đen. Cái gì đây? Sai rồi. Ủa? Ghê vậy? Thôi anh ơi, cho em đi về đi. Em chưa tìm hiểu xong. Chắc là qua khúc này tớ sẽ đi sell nhẹ lại cái không mất công. Rồi lại đai nữa. Không có gì đặc sắc hết, mọi thứ vẫn vậy. Hoa này nhìn kinh dị vậy. Mới nghe tiếng gì đấy? Mày kinh dị vậy? Xếp lẹ. Xếp ngay cho nóng. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi xuống đây. Nơi nhìn kinh dị với lần và tiếng nhạc nữa. Nên đi bên nào đây? Màu đỏ và màu xanh. Theo như mình nghĩ thì mình sẽ thích màu đỏ. Có một bức tranh hình con xương cá. Hay quá, đây có sale. À mà mình sale rồi nè. Có bị khóa. Ok, vậy là mình sẽ phải đi đường còn lại và kiếm cái chìa khóa. Ủa, lối đi ra đâu? Thôi xong rồi. Xong rồi. Com. Quá trời chữ com. Cắm trong bình. Lấy. Nè, xong rồi. Mình biết là sắp có chuyện không lành xảy ra rồi.
đó, đậu phộng con mắt ba đó kìa, ghép gọi là gì ta, như là à, mà mình cũng chẳng biết nữa đó, đúng không, ra được mà. Đi thôi, ra sale cái nhẹ đi, không mất công mà hồi có bắt em. Ok, và ở đây chúng ta có cẩn thận với cái vách tường. Ôi, những bức tranh này nhìn ghê thế nhỉ. Đùa với tao à, bro? Cái gì đấy? À, mình quyết định rồi, mình sẽ không chơi ngu nữa mà mình sẽ đi ở giữa. À, sao không đi giữa thế này? À, những bức tranh nhìn kinh dị vãi lần. Rồi 1 tỷ là 1% là nó sẽ có liên quan gì tới cái này. Chương cuối, chương 2, chương 1, mở đầu. Có một gì đó khó hiểu ở đây này. Tại sao cái này nó lại đi theo các chương vậy? Tranh về con nhện, con bướm, con ong. Nó cảnh báo mình ở đây là đúng rồi, nhưng mà quan trọng là bây giờ làm gì? Rồi, đảm bảo luôn sẽ có một cái gì đó đặc sắc. Xếp cái nhẹ. Oh my god, đi lộn rồi. À, mấy cái tay nó cứ phải vẫy khó chịu hay giờ. Ồ, có khi nào là treo cái bức tranh đó ở giữa và đi qua không ta? À, ghê. À, là đi qua con kiến nó chết. Ui rồi, thôi xong xong rồi. Thấy tía tôi rồi. Thấy tía tôi rồi. Bạn ơi lỗi tôi, cho tôi chạy đi. Ôi kinh thiệt. Đi thôi bạn ơi, cho mình sell cái nhẹ đi. Mình bắt đầu thấy sợ rồi đó, âm nhạc vậy là mình cũng thấy sợ rồi đó. Có con cá. Nên đi qua bên này. Tài năng của một đầu bếp. Ủa sao cái bức tranh này lại bị đóng lại như vậy ta? Không có gì đặc sắc hết. Mình bắt đầu thấy điều không lành ở đây rồi đó. What? Lại đây rồi. Có vẻ là cái trò này không hợp với mình nhé. Cho nên chúng ta lại bắt đầu từ đây. Đi qua đây. Nhìn con này một lần. Lần này khôn rồi, không bấm vào hai cái nút này nữa. Bức tranh trông rất nham hiểm. Rồi xong, mình biết điều không lành ở đây là gì rồi. Ok, vậy thì giờ mình biết nó ở đâu rồi, nhưng mà làm gì đây ta? Nó làm gì với nó đây? Là ở đây
mình nhớ không nhầm gì à, cái này à, phần thưởng đây hả, hiền gì. Ôi rồi con dao nó chặt con cá kìa, mới kiếm được cá gỗ cái phần đầu ra luôn cái nhẹ liền. Mà mấy cái cánh tay kia ghê thế giờ. Ôi anh ơi đừng có hù em chứ. Sao cái chỗ này, cái gì vậy anh ơi? Chết ngay mà. Fuck. Thế kéo nào biết cũng vậy mà. Ôi ôi mình bắt đầu thấy sợ rồi đó. Bạn gì ơi đừng có dí mình chứ bạn ơi. Mình nói thật là nó kinh vãi gì. Xếp cái nhẹ liền. Đậu phộng sợ quá. Lỗ hình con cá trên tường. Ở đây chúng ta có. Ủa, sao không bỏ con cá vô được nhỉ? Rồi nó đã quay lại cho cũ. Thì ra là vậy. Ôi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lẹ. Khiếp, không dám lại gần luôn ấy. Sao giờ ta? Thử chạy về đây thử xem con cá này thì làm được gì nhá. Mình có để quên chi tiết nào ở cái phòng này không? Nhìn kinh dị vãi cả liền. Tài năng của một đầu bếp giờ nó chỉ còn có cái đuôi thôi. Bắt đầu khó rồi nhỉ. Sao đây ta, cái hộp rỗng. Ừ đúng rồi, dí tao nè, dí đi, dí nè. À mình hiểu rồi, nó bảo vệ cái chỗ đấy là chắc chắn 1 tỷ lẻ 1% chỗ đó nó sẽ có cái gì đó đặc biệt. Qua đây, bước qua đây, ừ bước qua đây cái nữa. Ủa gì kỳ vậy ta?
Sao không tìm thấy gì hết nhỉ? Bỏ. Cái second door ở dưới, nhưng mà thôi mình bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Sao mắt nó lại đỏ nhỉ? Thử đi clear lại mấy cái map cũ xem có gì đặc sắc không. Vẫn là mấy con nhện. Ôi sợ nhất là cái khúc này này. Con màu đỏ hồi nãy nó dí mình. Rồi nó bị té xuống đó rồi. Vậy thì mình đâu có làm gì được nữa đâu. Thử quay về phía trên xem có gì đặc sắc không. Sợ vãi cả lìn. Bây giờ thì không còn đường để đi lên đó nữa. Hồi nãy nó đi qua, đi từ bên kia để kiếm chỗ rồi. Đếp. À quên rồi ha, một chi tiết khá là đặc sắc. Con ma đó. Sao đây ta? Quá khó nhỉ. Không làm được gì luôn á. Thôi dẹp đi. Chắc là chúng ta dừng lại ở đây một xíu được không? Tại vì bây giờ tớ sẽ đi kiếm cách giải chứ nó thật là nãy giờ quá là lâu rồi. Không qua được. Các bạn chờ xíu. Thế thì hình như là do nó nằm ở đâu trong đây rồi. Chúng ta sẽ phải mất một bông hồng để gõ cái nút này. Cái bàn tay. Con này thì không. Còn gì nữa không ta?
Ờ con này. Bầu trời đã trở nên tối sầm. Nói thiệt là tớ cũng chẳng hiểu tại sao ở đây nó lại không có cái gì chứ. Thôi thì ngày hôm nay trò chơi này tạm dừng tại đây thôi, tại vì bây giờ tớ cũng chưa nghĩ ra cái đường để kiếm nữa. Thì hẹn gặp lại vào ngày mai, và nếu có cơ hội thì hãy like và subscribe nếu bạn thích video này. Tạm biệt.